Anh đã học được điều gì từ chị ạ? Từ tốn, điềm đạm này nọ, không có ồn ào. Thích đi xem phim À, nè, hay rồi là thích ừ. ăn kem nè. À, nói chung Hồi xưa là là anh hỏi tin em là ra, tin ra trẻ ảnh là một người rất là già cỗi, chỉ biết đi làm, ra. không có biết giải trí gì hết á. Lúc mà ban đầu Hà quen ảnh, Hà rủ anh đi ăn kem mà anh không chịu đi á. Tại sao vậy ạ? Anh không thích. Không thích đi ăn kem, không thích hẹn hò mình đi ăn Anh không kem. thích đi ăn kem hay là không thích những cái gì đi xem phim vậy? Nó thôi mua phim về nhà coi. Đó là không có những cái nhu cầu giải trí nhiều giống như Hà. Hà thì rất là nhiều nhu cầu giải trí. Nhưng hay là anh cũng không có đi du lịch, đi làm, chỉ cần nghĩ đến chuyện đi làm thôi. Nhưng mà Khi mà sau lập này gia tin đình anh bắt đúng đầu là hầu như là không? thay đổi rất là nhiều. Tức là thay đổi từ suy nghĩ cho đến vẻ ngoài luôn hay sao anh À, đúng rồi, giống như ạ? bây giờ hai chồng rất là thích xem phim. Hồi xưa anh không thích ra rạp xem, và bây giờ là Mười hầu mười mấy như năm về trước, cái đó là mười mấy à, năm về mười mấy trước. năm trước á. Rồi sau từ từ là khi mà quen Hà là bắt đầu ra xem rạp xem phim, mình ghiền luôn. Ghiền xong rồi làm phim luôn. À rồi xong xong đó là thích đi du lịch, rồi thích những cái gì nó Trẻ trẻ trung trung hơn, hơn đó. Hồi xưa thì mình bà biết tận hưởng cuộc sống hơn. Còn hồi xưa à, hả, một mẫu người đàn ông của công việc, chỉ đi làm việc thôi mà không có bao giờ suy nghĩ đến chuyện là mình sẽ thư giãn hay là relax. chị là tay hồng chìa khóa trong nhà đúng không Chắc là vậy. Tại vì anh Hải không thích giữ tiền. Chị ơi, chị Hà, là từ cái lúc mà trước khi mình kết hôn mình vẫn còn yêu, cho đến khi mà mình kết hôn, mình sinh bé đầu, bé thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì so với thời điểm trước khi lấy chồng cho đến thời điểm là mẹ của bốn đứa con, thì chị thấy cuộc sống của chị nó thay đổi như thế nào? Chắc là thay đổi 180 độ luôn á. Thậm chí bản thân của mình, nếu mà mình nhìn mình thì khó, nhưng mà tất cả bạn bè của Hà đều nói là Hà giống như là một con người khác luôn vậy đó. Tại vì trước đây thì Hà là một mẫu người phụ nữ hiện đại, và mẫu người phụ nữ của công việc chứ không phải là mẫu người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà khi mà Hà gặp anh Hải, Hà nghĩ là Hà đã có một, gọi là một bước ngoặt trong cuộc đời của mình đó. Và đôi khi mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm anh Hà của ngày hôm nay, đó là một người phụ nữ đứng sau và có bốn đứa con. Tại vì trước khi hồi xưa đây, Hà nghĩ là nếu mà Hà có con thì phải qua 30 tuổi, và điều đầu tiên khi mà mình học, mình tốt nghiệp ra trường, mình nghĩ là mình sẽ phải làm việc gì, và mình sẽ thành đạt như thế nào. Mình lúc nào mình cũng nghĩ đến chuyện đó, chứ mình không có nghĩ đến chuyện gia đình. Và nếu mà nghĩ đến có con, Hà nghĩ là tối đa là chỉ một đứa mà thôi, chứ không không bao giờ có thể nghĩ là mình có đến tận bốn đứa con. Nhưng mà mình đâu biết được, cuộc sống nhiều khi có những thay đổi, và có những người mà làm cho mình sẵn sàng thay đổi.